chị có muốn có con không? Dạ có. Nhưng mà theo như em thấy là về y học là như là tuổi của chị là cũng hơi khó khăn rồi đó. Chị có đi có lo lắng hay có kiểm tra hay có đi bác sĩ gì chưa? Dạ cũng có. Có hay sao? Bác sĩ nói sao? Nói là bình thường. Bình thường? Dạ. Trước khi chương trình ngoại viện thì cũng có đi trước để coi là ý của bác sĩ nói như thế nào. Nhưng mà bác sĩ nói là bình thường, cứ thoải mái. Rồi như bình thường thoải mái vẫn sinh được phà đúng không ạ? Đúng. Đây, ghế đây nha, bên trái. Mời anh chị mở mặt nạ ra. Chào chị Cát Tường. Dạ, chào anh ạ. Bây giờ anh chị sẽ giới thiệu lớn lên nha, để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh. Vâng, chào chị Cát Tường, cùng chào tất cả ekip. Tên tôi là Trần Hữu Định. Năm nay là 54 tuổi. 54. Sinh năm 1966. Dạ. Hiện đang sống và làm việc ở Bình Dương. Làm sales cho công ty và nhà đất Nam Phát. Anh là quê ở đâu anh? Quê ở Hà Tĩnh. Về Hà Tĩnh, anh vào Bình Dương lâu chưa? Được, vào Bình Dương được một thời gian, được 2 năm, 6 năm vừa rồi là về. Do cái điều kiện hoàn cảnh, xong rồi với vào đấy thì được một thời gian mấy tháng. Xong rồi và ổn định công việc. À, coi như cũng đi ra đi vào 2 lần rồi. Bây giờ là ổn định công việc rồi. Hiện anh sống ở đâu, sống với ai ạ? Sống một mình. Dạ, là mình ở chỗ làm luôn hay là sao? Ở chỗ khác, ở thì cũng gần nhau thôi. Dạ, còn chị thì sao ạ? Mời chị. Chào chương trình, chào chị Cát Tường. Em tên là Hồng Nhung. Dạ. Hôm nay em 45 tuổi, em quê Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ. Em vào đây được 20 năm rồi. 20 năm rồi. Dạ. Mình đang sống và làm việc ở đâu chị? Ở Bình Dương ạ. À, mình làm công việc gì ạ? Em làm giáo viên mầm non. Cũng Bình Dương ha. Năm nay chị 45 tuổi. Dạ. Đang sống với ai? Với em gái ạ. Dạ, em gái. Ở với Bình Dương luôn. Dạ. Ủa? Sao anh đi chân không vậy anh? À còn. Hết hồn à. Trời ơi, tưởng hôm nay đi kiếm vợ đi chân không chứ. Trời ơi. Lý do gì tự nhiên cởi dài ra vậy? Chị bảo là làm sao mà. Ra sao cởi dài ra, em nhìn xuống thấy đi chân không hết hồn. Nóng quá, nóng quá. À, nóng quá. Chà, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì ạ? Điểm mạnh của em thì thiêu thùa nấu ăn, thích trẻ con. Và điểm yếu thì em hay nói nhiều và hay quên. Nói chung điểm yếu nhiều lắm, kể không hết. Mình làm cái công việc dạy trường mầm non là được lâu chưa? 20 năm. Dạy mầm non 20 năm luôn. À, vậy là yêu dạy trẻ là đúng rồi. Thế còn anh, điểm mạnh điểm yếu của anh là? Điểm mạnh thì nó lạc quan, có chị tiên thủ, quan tâm chia sẻ. Còn mặt yếu thì hay quên. Trời ơi, bên đây cũng hay quên. Bên đây cũng hay quên. Vậy là cả hay cả tin. Tức là mình sống với tình cảm, là người ta lạm dụng, lợi dụng cũng được. Là trước giờ đã có bị lợi dụng cái nào, cái gì nặng nề chưa? Dạ, cũng bị nhiều, hồi nói chung bị, cứ dính vào là bị. Rồi tình trường sao anh? Anh là 54 tuổi, vậy là mình đã có kết hôn lần nào chưa anh? Có một lần thôi. Lúc đó năm anh năm đấy cũng là tức là cách cũng lâu rồi đấy. Ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn là được lâu rồi, từ năm 2000 đến giờ. Dạ thôi, rồi mình có cháu nào chưa? Một cháu thôi, chồng một cháu trai cũng lớn rồi. Mấy tuổi anh? Cháu đi làm thôi, năm 96. Sinh năm 96, bây giờ cháu ở với ai ạ? Cháu ở với mẹ, cái màng này là cháu đi với mẹ. Dạ, vậy là cái yêu cầu của mẹ. Dạ, nhưng mà hôn nhân kéo dài được bao nhiêu lâu ạ? Cũng được từ năm 89. Dạ, cũng mười mấy năm mà có một mặt con rồi, nguyên nhân tại sao chia tay ạ? Chuyện vợ chồng thì nói không ai hiểu được, trong mỗi giờ góc gia đình, nhưng mà mỗi hoa mỗi cành mà, thì khi trao đổi thì chia sẻ với cả tương một tí cuộc sống thăng trầm nữa, thì bình thường không sao cả, lên thạc xuống ganh vợ chồng có nhau để khi mình cuộc sống nó ổn định, vậy là mức sống nó nâng lên một cái thì con người nó thay đổi cái cách nhìn và suy nghĩ, tác động của xã hội là bắt đầu ảnh hưởng về gia đình, vợ tự nhiên là thay đổi cái suy nghĩ ngay là bắt đầu là gia đình rạn nứt và cùng hỏng nó từ đấy. Và mấy năm nay mình có qua lại để mà thăm nom gì nhau không ạ? Không. Vợ đóng chưa yêu cầu đâu. Đi luôn rồi. Dạ, nguy hiểm như thế đấy. Cái quan điểm của nhà anh cũng không gặp con luôn. Mới gặp được 1-2 lần đấy. Cả chục năm gặp có 1-2 lần. Đúng rồi. Vợ đóng cho gặp thì chịu làm gì được. Tức là quan điểm của nhà này thì cả tương là, tức là từ khi cháu còn bé mà 5 tuổi, nó bảo là việc người lớn thì mình nên giải quyết người lớn, còn trẻ con thì mình nên để cho cháu một yên một nơi. Coi như mình là người lớn, mình đi xa thì trẻ con nó không bị tác động, mình không níu kéo, không vướng bận gì cả, thì ai nuôi cũng được. Về quan điểm mình thống nhất đưa ra trước là mình nuôi. Nhưng đến khi là mình đi xa cả thế là về là cô ẩm nó có ẩm đi luôn. Thỏa thuận với nhau vậy thôi, là bên mình nuôi. Nhưng đến khi về là cố là tự nhiên cô ẩm bằng nói chuyện với ba thế nào bùi tái cả là ba trao cháu cho cố là cô ẩm đi luôn mà mãi tít luôn không không và cô đóng cho qua tiếp xúc gì đấy.
bây giờ là mất liên lạc luôn. Cháu vẫn có liên lạc với nội. Ê, còn chị thì sao ạ? Dạ, em thì chưa lập gia đình. Độc thân chưa có gì hết. Thế mình đã trải qua được mấy mối tình rồi chị? Chung là 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu và kéo dài bao lâu? Khoảng độ được hơn 1 năm. Cái tay cũng khoảng độ 2 mấy năm. Quen 2 mấy năm trước rồi. Một mối tình đó quen hơn được 1 năm. Thế mình còn nhớ lúc đó lý do sao chia tay không? À, hồi đó là mẹ bạn là bệnh nặng á. Xong người bảo là cưới thì tại vì lúc đó còn nhỏ lắm, cũng chưa suy nghĩ đến cưới xin gì hết. Mình bạn là con trai thôi nên vẫn là để ra về mà mình không chịu ấy thì chia tay thôi, đơn giản. Rồi từ đó đến nay? Từ đến nay thì không. Là gần 20 năm là không có một mối tình nào hết. Lý do tại sao chị? Lý do thì mình cứ nghĩ là mình yêu cái người đầu thì cái người thứ hai phải bằng cái người đầu thì mình mới lấy. Cái ví dụ như người đầu thì 10 thì mình thứ hai thì phải được 9. Không có ai được bằng như vậy thì mình... Mình đi luôn hơi 20 năm luôn. Dạ đúng rồi. Có khi nào mình thấy mình tiếc nuối gì hay là mình buồn gì, gì như thế nào không? Có tiếc nuối thôi chứ buồn thì cũng chỉ một chút, là khi nào ba mẹ mà gọi điện la thì hơi buồn tí. Dạ. Thế là tiếc nuối thì có. Dạ. Dạ. Thế năm nay là mình quyết chí lập gia đình chưa chị ha? Quyết lắm rồi mới lên đây á. Quyết lắm rồi. Nào mình cũng lớn tuổi rồi nha. Dạ. Chị muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Biết quan tâm và chia sẻ. Dạ. Ví dụ như hôm nay anh đi nhậu thì nói là hôm nay anh đi nhậu mà nhậu ở chỗ này chỗ kia. Ví dụ có chuyện gì xảy ra thì mình biết cái chỗ đấy mình đến, thế thôi. Về nhà nhưng mà nhậu thì nhậu thoải mái, không có quan trọng gì hết. Nhưng mà làm sao nhậu thì phải biết đường để về nhà. Đừng để lộn nhà người khác nha. Dạ vậy thôi chứ. Đây, ngoại hình thì chị có yêu cầu gì không? Cao thêm một chút, ngoại hình dễ nhìn hơn. Dạ, còn anh mẫu người anh đang tìm kiếm anh có cái chuẩn như thế nào mà? Anh thì bình thường, trước tiên là cái tiêu chí của anh có 3 gái lên thôi. Thứ nhất là chúng tôi nói là phụ nữ người ta phải cương quyết. Cái thứ hai là cùng chúng ý chí. Cái thứ ba là phải đồng cam cộng khổ. Yeah. Vì hạnh phúc là một hành trình. Bây giờ em hỏi anh nè, nếu bây giờ anh lập gia đình nữa thì anh có muốn có con nữa không? Cái đấy thì đương nhiên là sẽ xảy ra. Wow. Chỉ một đứa thôi. Một đứa nữa thôi, đúng không? Thế giờ em hỏi chị nè, là chị có muốn có con không? Dạ có. Nhưng mà theo như em thấy là về y học là như là tuổi của chị là cũng hơi khó khăn rồi đó. Chị có đi có lo lắng hay có kiểm tra hay có đi bác sĩ gì chưa? Dạ cũng có. Có hay sao? Bác sĩ nói sao? Nói là bình thường. Bình thường? Dạ. Trước khi chương trình ngoại viện thì cũng có đi trước để coi là ý của bác sĩ nói như thế nào. Nhưng mà bác sĩ nói là bình thường, cứ thoải mái. Rồi như bình thường thoải mái vẫn sinh được phà đúng không ạ? Dạ. Chị muốn có mấy cháu? Trời cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu ạ. Trời, giống như ý anh nói cũng cặp này cũng hợp rồi. Một cháu là cũng được rồi, để mình nuôi dưỡng cho nó tốt nha. Chứ là mình anh chị cũng lớn tuổi rồi. Đó là mình nói vậy thôi, rồi còn có chuyện mà anh chị có bấm nút rồi có hẹn hò tiến tới hôn nhân không là còn một vấn đề khác nữa. Rồi cho em mượn cái tấm hình của chị coi ạ. Trong này là có chị á nha. À. Anh tìm thử coi chị là ai. Dạ, yeah, tìm đi ạ. Mỗi người cho đối phương một gợi ý đi, chị cho gợi ý trước đi chị. Cao 1m6 ạ. Rồi, cao 1m6, 45 tuổi, làm nghề nuôi dạy trẻ. Còn anh 54 tuổi, cao mét mấy ạ? Cao 1m66. Cao 1m66. Trời, sao tự nhiên đoán vô giờ chỉ cho anh nó hay vậy? Tại vì cao 1m66 thì tầm đó thôi. À, hay quá rồi. Con này là có gia đình rồi nè. Con này sao biết ta có gia đình rồi? À, tại vì cái này con đấy. Trời ơi, nhiều con, nhiều khi con cháu chắc của ai rồi ẩm chơi sao? Vâng, thế cô giáo thử đoán con hôm nay đi. Thử đoán cô giáo là con nào đi. À, cái cô giáo là ẩm em bé đó phải không? À, đúng không? Rồi, cô giáo thích trẻ con. Bây giờ phải mở cửa ra tìm ra để hai anh chị thử kiểm tra nha. Yeah. Thôi cặp này là xứng đôi ạ. Mời anh chị hãy hướng về cửa trái tim. Hay dữ ta ơi. Ôi trời, chào anh. Anh có món quà nhỏ nè. Đó. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà để tặng anh. Trời ơi, cô giáo cao dữ nha. Anh cảm ơn nha. Rồi, hai anh chị ngồi xuống nha. Rồi bây giờ thấy mình chọn đúng không ạ? Đúng rồi. Nè, cổ chọn đúng anh luôn nha. Đây đúng không? Cổ vừa nhìn một cái cổ chọn đúng móc anh liền. Đó, hay dễ sợ không? Anh chọn là bởi vì thầy để trẻ con thì đúng là nuôi dạy trẻ thôi. Đó, chứ đâu phải ẵm con là có chồng rồi đâu. Bậy. Đây nè, món quà này nè, món quà này mới đặc biệt nè. Thế ý nghĩa món quà này là sao vậy chị? Tại em cũng muốn là hạnh phúc là hai vợ chồng con cái nó sum vầy như vậy. Anh cảm nhận những món quà của cô giáo như thế nào? Món quà của cô giáo rất ý nghĩa. Cảm ơn cô giáo.
mình cất kỹ, biết đâu mai mốt đứa con đầu lòng của hai vợ chồng mình sẽ lấy ra mình chơi. Đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của mẹ dành cho ba ha. Ba đưa lại cho con nha. Một túi tiền rất ý nghĩa. Dạ, em cũng hy vọng vậy đó. Thì bây giờ Tường sẽ dành cho anh chị thời gian để anh chị trò chuyện với nhau. Rồi 5 phút sau thôi Tường sẽ quay lại nha. Mời anh chị cùng ăn trưa với nhau tại nhà hàng Maria Sài Gòn. Các Tường xin mời hai anh chị thưởng thức món hàu đúc lò phô mai của nhà hàng Maria Sài Gòn nha. Đây là một món ăn có hương vị thơm ngon, lại giàu dinh dưỡng. Hàu thì được lựa chọn rất kỹ lưỡng, mang hương vị biển tự nhiên. Bọc bên ngoài là lớp phô mai rất béo và rất thơm. Dạ, mình vừa ăn ha anh chị ha, và vừa trò chuyện với nhau. Dạ, chúc anh chị ngon miệng ạ. Cảm ơn Tường sẽ quay lại ngay ạ. Cảm ơn cả Tường, cảm ơn chương trình. Mời em nè. Dạ, mời anh ạ. Mời em nè. Anh mới vào đây làm nghiệp mới có 2 năm thôi hả? Là cũng được 10 năm rồi, nhưng mà vừa rồi lại phải về, có việc nó phải về. Rồi, chúc sức khỏe em đi, gặp nhau là cái duyên đó, chúc em. Mình có câu chuyện, ăn tình nhiên nhé. Em bố mẹ khỏe nữa? Dạ, bố mẹ em còn khỏe. À, nhà mình đông anh em? Nhà em được 4 trẻ em, là lớn ạ. À, trai gái nam nữ thế nào? Ba gái, một trai ạ. À, đẹp quá nhỉ. Bố mẹ nó bao nhiêu tuổi? Bố em 75 mà mẹ em 70 ạ. Tốt em. À, em vào đây lâu rồi đúng không? Dạ, giờ anh đang ở Bình Dương có một mình anh ạ. Ở một mình? Dịp gặp đấy là một cái điều là duyên, là ý của trời. Còn thực thứ nào thì là mình tìm hiểu. Em cũng vậy, thấy em gặp ở đây là cũng là một cái duyên của chương trình để cho hai người đến với nhau. Còn như thế nào thì sau này mình... À, là cái cầu nối để mình... hiểu với nhau hơn mà cũng dạ. Ủa lúc nãy em có nghe anh nói là giờ anh có một bé mà giờ không ở với anh à? Đúng rồi, cũng không đi lại. Vậy từ hồi chia tay chị đến giờ mà anh cũng không gặp lại con à? Có gặp một lần. Ủa? Gặp ở trong ba về giờ ba giờ Vũng Tàu về gặp một lần. Tại sao anh không đi tìm bé để tìm gì? Không có không, tại vì mình là cha mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà người ta không yêu cầu. Không, em thấy là người mẹ họ không cho mình gặp bố thì là cái điều đấy là cái ý định của người mẹ. Còn nhưng mà con á thì là mình thấy là con mình đẻ ra thì nếu như mẹ không cho con hai bên thì mình phải tự mình đi kiếm. Còn lúc đó giả dụ không cho nuôi nhưng mà mình vẫn đi lại được. Anh là em như vì con mà anh hết đấy, hết gia tài đấy, đắm đuối với con đấy. Mà đến khi anh phải đóng cửa, là người ta đóng cửa thì mình làm sao để được. Thì các em người tư vấn anh phải quá rất nhiều nhà tư vấn thì anh ổn định lại tâm lý và sức khỏe. Người ta mới nói thôi, nỗi đau nào rồi nó qua đi mà. Thì thời gian là thăng thuộc thì nó sẽ nguôi ngoai chứ mà cứ đắm đuối nó sẽ ảnh hưởng. Nên sao anh phải dừng lại chứ. Thế nhưng em nghĩ là chia tay cũng lâu rồi mà tại sao không có bao giờ đến tìm anh không ạ? Cũng không luôn. Gặp lại. Dạ, thí dụ như sau này anh kết hôn, anh định lập nghiệp ở trong này hay là anh về quê? Lập đấy. Anh bây giờ là lập đấy. Lập đây chắc chưa chứ em thấy anh đi ra đi vô hai quận rồi. Thôi bây giờ thì lập đấy rồi. Lập đây rồi ha. Bây giờ hẹn hò để kết hôn mà mình tính nãy giờ có bàn bạc, mình gặp gỡ, mình hẹn hò tìm hiểu nhau như thế nào chưa? Thí dụ như cái trường hợp là ảnh đã có mà một đời vợ, có được con rồi thì chị có ngại gì không? Nãy như em cũng nghe hai anh chị đang bàn về vấn đề này đúng không ạ? Anh chị có suy nghĩ như thế nào? Mình cứ thẳng thắn chia sẻ, mình hiểu nhau thôi. Em thì em không có vấn đề gì cả. Nhưng mà lúc nãy thấy anh nói là con mình sinh ra thì mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà biểu là từ hồi chia tay đến giờ thì không có gặp con thì thấy nó cũng... Thấy buồn? Dạ. Buồn. Tại vì dù gì mình cũng là cha của bé cả. Thật ra đúng nó rồi. Cũng có nhiều trường hợp. Thật ra mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Chia tay mẹ thôi chứ không phải là con. Thì mình vẫn cứ đi lại với chị, con. Nhưng mà có những trường hợp phụ nữ người ta không cho thăm lấy gì đâu mà thăm. Đúng rồi. Thí dụ giống như em, ví dụ giống như em nè. Lúc em chia tay em đâu có cho ba nó thăm con đâu. Em nói trước luôn con em nuôi, đừng có đụng, đừng có dính vô, đừng gì hết. Người ta không cho lấy đâu thăm. Chứ thật ra con mình mà ai cũng muốn. Nhưng mà nó tùy nhà. Cũng thật sự là có những ông chồng rồi cũng vô trách nhiệm, không thăm nom con. Rồi mình có gia đình mới, có con mới rồi quên bẵng đi, mình có một cái đứa con luôn. Cũng có những trường hợp như vậy anh ạ. Cho nên là giờ mình mới gặp nhau, mình cũng không có thể nào mà mình
mà nhận xét được. Cái đó là cần phải có thời gian để anh chị tìm hiểu nhau nhiều hơn, để mình biết như thế nào. Cuộc sống mà muôn màu muôn vẻ, nó nhiều cái sự kiện xảy ra lắm chị. Cho nên nhiều khi mình nghĩ cái quan điểm của mình là đúng, nhưng mà mình cũng không chưa thể nào mình khẳng định được đối phương là đúng hay sai. Tại vì mỗi cái sự việc á, nó lại mỗi cái góc nhìn khác nhau. Nhưng mà ý là chị không ngại cái vấn đề đó chứ gì, đúng không? Chị chỉ đang thắc mắc là sao ảnh không thăm con ảnh thôi chứ gì. Vì đây cô giáo rất thương con nít. Buồn lắm, ở nhà này buồn lắm. Nói với con cái là đắm đuối lắm. Nhưng bây giờ bất khả kháng. Thì giờ những cái này khi mà mình tìm hiểu nhau, anh chị sẽ trao đổi thêm còn nhiều cái lắm. Chị quan điểm như thế nào về cái tình yêu trong hôn nhân ạ? Về chung thủy thì mới giữ được gia đình. Cho gia đình êm ấm, làm ra tiền mà không có chung thủy thì cũng không có giữ được hạnh phúc trong gia đình. Thế còn anh quan trọng điều gì nhất trong cái hôn nhân ạ? Anh cũng vậy. Trước tiên cái tiêu chí là phải chung thủy. Tiền là vật mình phải xem đừng quá quan trọng và đừng chi ly. Điều này bởi vì tiền thì cứ xem tiền là vật ngoài thân. Tiền nhiều mà chết là hết. Vợ chồng đồng cam cộng khổ. Đúng. Chia sẻ với nhau ha, cùng vượt qua. Nhưng mà nói chung cũng phải cố gắng đi làm, phấn đấu vươn lên, phải an cư lạc nghiệp, phải có cái mình sinh con cái ra, vẫn cho con nó đầy đủ chút để con mình nó đỡ cực khổ. Bây giờ em mời hai anh chị nha, chúng ta sẽ bóc vào những lá thăm của chương trình và đọc những cái yêu cầu ở trong này. Mời chị trước đi ạ. Đọc lớn lên nha chị. Hãy kể ra ba điều anh thích và quên tất cả trên cơ thể của phụ nữ. Cái gì em đọc luôn chị, đọc thì không hiểu gì cho vậy. Hãy kể ra ba điểm anh thích và quan tâm nhất trên cơ thể phụ nữ. Ôi, anh hiểu rồi, anh nói em đọc rõ rồi. Hiểu rồi. Dạ, anh để ý gì nhất cả? Trước tiên là mình là khuôn mặt đã. Khuôn mặt là cửa sổ tâm hồn đi. Sau đến vòng 1 đi, từng bước một. Là mới 2 vòng 1 rồi, cái vòng... thứ 3 là cái gì ạ? Từ rồi vòng 1, vòng 2, vòng 3 thì mình để xem thì như vậy thì cảm thấy... Em theo anh là anh từ trên xuống. Đúng rồi, thế mình phải đảo rồi, nhưng mà cái đầu tiên là cái khuôn mặt và đi vào cửa sổ ngay. Đấy rồi anh ạ. Chị để cho cô, chị thấy không? Bạn gái hãy biểu diễn hoặc thể hiện một năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất. Hát, múa, giao tiếp. Dạ, xin mời chị, trúng nghề chị rồi. Giáo viên mà. Bài tù. Dạ, rồi mời chị ạ. Em sẽ hát và múa cho anh. Dạ đây, rồi, hát múa. Đó, hát và múa em nha. Em hát bài, em nào có giọng mầm non nên em sẽ hát bài Hai bàn tay của em cho hai người trong tình nha. Rồi, mời cô. Hai bàn tay của em múa cho mẹ xem. Hai bàn tay của em múa cho mẹ xem. Khi em giơ tay lên là rình bướm trắng. Khi em giơ tay xuống là cánh bướm đậu trên cành hồng. Trời ơi, múa đẹp mà sao hát nhỏ vậy? Hát vậy rồi sao mấy con nghe được ta? Em tập không được. Bình thường thì tập hát. Không, ở nhà thì em văn nghệ được nhưng mà lên đây em dư. Nhưng mà bình thường rồi có dạy cho trẻ múa hát không? Dạ có ạ. Dạ rồi trong lớp là bao nhiêu bé? 40. 40 mấy bé mà cô giáo nói cái giọng vậy là 40 mấy bé đâu có nghe được. Không, em la to lắm ạ. To lắm mà bây giờ. Sao bữa nay nói nhỏ xíu? Hôm nay em rung. Rồi em rung quá. Chắc là khớp rồi, đã trúng người rồi đó. Cũng 20 năm chưa có quen ai. Em dành cho hai chị ít phút nữa. Mỗi người hãy nhìn nhau, nhìn qua trái tim này 30 giây. Rồi mình hãy nói cho người đối diện biết cảm xúc hôm nay của mình như thế nào trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Chị đang xúc động mà chị nói luôn đi ạ. À. Giờ chị muốn nói gì với anh ạ? Dạ em không biết giờ nói gì được nữa. Rồi vậy anh nói trước ạ. Mình đàn ông mình nói trước đi ạ. Rồi hai anh chị nhìn nhau đi ạ. Qua cái buổi gặp mặt trong thời khắc là cái duyên rồi. Cái này là cái bước đệm để mình có cái cơ hội được chia sẻ nhiều hơn và là cũng là cái cơ hội để mà mình tiến xa hơn. Anh cảm nhận về cô gái này, anh nhận xét về người phía ngồi đối diện anh như thế nào? Anh có rung động được miếng nào chưa ạ? Có chút. Có. Có cảm nhận một tí. Còn chị thì sao ạ? Em thì cũng trước tiên là chị nhận xét về anh như thế nào? Em thấy anh cũng hiền, thật thà. Hiện tại chị cảm thấy như thế nào? Em thì em thấy anh cũng nhẹ nhẹn, hoạt bát mà. Nói chung cũng có một tí. Cũng gì ạ? Cũng có một chút. Chút gì? Chút cảm tình ạ. Hả? Cho một chút cảm tình ạ. À có chút cảm tình. Trời ơi chị nói lớn hay chị nói nhỏ quá à. Là cũng có rung động phải không? Yeah.
Dạ, thì đó là cũng những cái bước đệm thôi. Thật sự những cái ít phút trên chương trình này nó không có đủ để mà anh chị hiểu nhau. Dạ. Chúng ta phải có nhiều thời gian. Thì hôm nay là chương trình chỉ tạo cho anh chị một cái cơ hội. Các Tường cũng chỉ làm cái cầu nối cho anh chị gặp nhau thôi. Thế còn cái quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau để mà tìm hiểu để tiến xa hơn nữa hay không là cái quyền quyết định của anh chị. Nếu mình thấy đây là mình rung động, đây là cái người mà mình có thể là xây dựng được lâu dài thì chúng ta đừng bỏ lỡ cái cơ hội này. Mời hai anh chị đặt tay vào cái nút bấm này. Và sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, nếu như anh chị đồng ý thì mình bấm mạnh vào đây. Nếu như không đồng ý thì mình lấy tay lui. Nha, là mời hai anh chị. Nhắm mắt lại nha. 1 2 3 Hết thời gian. Rất là nhanh rồi ạ. Rồi, mời hai anh chị qua đây. Bây giờ nắm tay nhau đi ạ. Trời, cô giáo mắc cỡ được. Cô giáo mắc cỡ. Nắm tay nhau đi ạ. Cô giáo mắc cỡ. Và ngày hôm nay là lần đầu tiên anh chị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Anh chị cũng có thể dành cho nhau một nụ hôn. Tay lạnh thế, tay cô giáo mà lạnh thế. Thế thì giờ anh làm sao cho anh chị ấm lên một chút xíu đi ạ. Biết đâu sau này mình thành đôi, đây là những hình ảnh rất đẹp. Dạ, mời anh. Cảm ơn. Dạ, yeah. Nắm tay nhau à, đứng sát vô, sao mà sát cách vậy? Và cũng hy vọng rằng là chương trình sẽ sớm nhận được tin vui từ anh chị. Chúc anh chị sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Rất cảm ơn trực tiếp là cả Tương và cả ấy thì từ chương trình. Dạ, rồi cảm ơn anh chị.